À, về khay gắt á, thì anh quan sát thêm cho em chỗ này. Vùng này thì tạm thời là thả nó đi. Vùng này ha, như em thì em xử lý rồi thì vùng này em quan sát. Tại vì á, cái khay gắt này trên tinh thần là em lướt sóng kỹ thuật thôi chứ không đụng gì tới cơ bản luôn. Tại vì nếu đụng gì tới cơ bản thì sẽ không mua ở đoạn này anh chị. Tại vì cái kết quả kinh doanh vừa rồi á của quý 3 nó được 200 mấy tỷ, nhưng mà được 200 mấy tỷ mà nó cái phần mà gọi là lợi nhuận nhìn cổ đông thiểu số, lợi ích của cổ đông thiểu số nó cao quá, nó cắt ra hết rồi còn một phát còn có 15 tỷ thôi, còn có 15 tỷ, cho nên là nó ảnh hưởng khá là nhiều. Và thì ở đây nó được một cái điểm sáng duy nhất đó, nó buộc cái điểm sáng đó là trong tháng 12 này công ty sẽ nhận 240 tỷ đồng cổ tức từ công ty con Galactic Electric đó. Thì ở vùng này PE nó cũng còn tương đối cao, thì mình trên tinh thần là lướt đoạn này, tại vì nó hôm đó nó rơi khoảng ba cây sàn rồi, nó over rồi đúng không đó, em mua mà nó còn rơi thêm khúc nữa là nó mới kéo lên mà đó. Thì bây giờ nó cũng tới đây ghét rồi, tạm thời mình thả nó ở đó đi. Thì em nghĩ ở đây cũng là một trong những cái vùng cầu mạnh, những cái vùng có thể đỡ được ghét. Thì nếu mà khay này ha, nếu mà ghét nó giữ được cái vùng 12.7 anh chị.